Ủa cô tắm bảo thịt bao cá nhá. Tí thì mẹ chú Huy đen lắm, thì đen lắm lắm. Bảo cá là cả tổ chú Huy. Hải cầm bớt á, Hải ơi. Giật nhất thấy ùm gái lên rồi. Santo. Hiện tại trên hồ Lục còn rất nhiều chỗ các bác nhá. Các bác, mời các bác phải dỗi qua hồ câu 87. Anh chưa gọi nó, nói đi. Hải ơi, lắp cho em bớt. Bớt. Bớt anh có cầm bớt không? Rất phê các cô ạ. Tít ngoài xa cái kìa. Cầm cái bớt. Chưa. Có cá được không bao giờ đâu mà cầm bớt. Chạy xa đấy, con này xa bị ấy, chắc đánh vào đuôi. Chắc đánh vào đuôi. Đánh vào đuôi cho sao tô lên. Lên rồi đấy, sao lên rồi đấy. Nó đang ở ngoài xa lắm đấy. Xa. Cái dù à, cướp. Đấu cướp. Cướp. Cái đất dù rồi chứ. À thế à. Chạy rất xa luôn. Giật chưa? Xin cảm ơn các bác đang xem livestream nhá. Các bác chia sẻ hộ nhà hồ với ạ. Và qua livestream này em xin thông báo là Tết Dương lịch nhà hồ tổ chức lễ tất liên. Xin mời tất cả các cần thủ hôm đó đến liên hoan cùng với nhà hồ nhá. Đúng chủ nhật và hôm chủ nhật đúng Tết Dương lịch ạ. Và kết hợp làm một giải thi câu luôn. Giải thi câu hiện tại là 11 cần đăng ký rồi. Còn thiếu 10 cần nữa. Là tổng là 21 cần. Tổng 21 cần đánh cái giải thi câu giải giao lưu gặp nhau cuối năm. Trở lại chương trình em cũng đăng trên cái bài của Trang đấy ạ. Bác nào tham gia xin đăng ký trực tiếp với số nhá. Điện thoại nhà hồ nhá. Để cuối năm anh em tất cả các cầu thủ gặp nhau để giao lưu trưng giải câu nhá. Vì xa bác bo dần thôi. Ừ, mẹ nó mỏi cả tay. Mỏi tay rồi. Đen, đen Santo, thế là đen, xét là gì cơ, Santo. Đen, đen nó cứ nhảy của này. Mình thấy cái quay. Cá chạy võng nước rồi. Võng nước rồi. Chạy mẹ vào ổ rồi nhá. Thế này là, nó tránh cái ổ ra rồi. Nói rồi, cứ từ từ lôi vào. Nói bành nhưng mà lướt rồi. Mình cũng bành nhiều vậy. Giờ cái lôi cho mà lướt không? Nè tớ. Quấy làm sao được cái lóng này nó lỗi mẹ lên đỡ vào đâu được nữa. Hiện tại trên hồ vẫn còn rất nhiều chỗ. Nay vắng rồi. Một giờ nó ăn. Với bác, với chú anh đã bọc một con rồi. Đứt trục, ông lúc vào ăn cơm thì ông Vân ông ở ngoài này, ông giặt đứt trục, ông dòng nó tận nơi kia cuối cùng lại mất. Đây này, đúng đây.
mẹ còn rất chục được cái ông này quấn đấy nhỉ. Hai con gì quấn em xin thông báo lại là em cuối năm Tết Dương Lịch nhà Hồ tổ chức liên hoan cuối năm để gặp nhau với các cần thủ với nhà Hồ nhá, để mời tất cả các cần thủ chiều hôm đó 17 giờ là đến liên hoan với nhà Hồ nhá. Lưỡi gì mà lưỡi khiếp, anh đánh lưỡi mười mấy đấy. Và kết hợp hôm đó là sẽ đánh giải thi câu, gặp nhau cuối năm, bắt đầu đăng ký trực tiếp với nhà Hồ để rồi. Hiện tại là 11 cần rồi, thiếu 10 cần nữa. Đánh đúng vào bụng của con này, con này to không? Rất to. Nhọt người ra rồi nên đổi. Má nó vàng ươm rồi. Con này rất già cá rồi. Đóng mà kia thì không ra được. Con này rất già cá luôn. Này đẹp. Đánh vào lốt hết cần gì không? Rất khéo luôn. Quả mút này. Đây, chúc mừng cả tổ nhá. Em xin chào các bác nhá.